Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2008. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe và tôi hướng dẫn cái chương trình tu học từ xa cho Phật tử hữu duyên gần xa thân mến. Hôm nay là kỳ 33, tôi hướng dẫn Phật tử về tham thiền, về cái đề tài là niệm Phật. Tham thiền về niệm Phật, về cái pháp môn niệm Phật. Thì tôi nói tới đó là vì có nhiều Phật tử mà sáng trí nghe là đã là không vui rồi. Ủa hồi hồi nào giờ các vị tôi, thầy tôi dạy tôi niệm Phật cho tức là tôi tịnh độ rồi, mà bây giờ cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa này, cái ông thầy này ông nói cái gì niệm Phật mà lại phải tham thiền về niệm Phật là sao? Là người ta bất mãn bất bình rồi đó. Đó là có thật, nhưng mà cũng có những người người ta nghe rồi người ta suy nghĩ, ủa sao lại cái này dường như lạ đấy, nghe thử coi cái đó. Cái gì là nghe thử cũng vẫn là nghe, cũng vẫn tốt. Chừng nào mà nghe rồi nhận thấy là cái bằng văn di tư, tư di tu, nghe rồi thấy nó có lý, nó đúng với cái chân lý, với cái lẽ phải, cái lẽ thật, chừng đó nghe, nghe thiệt cũng không muộn. Chừng đó ứng dụng thực hành trong cuộc sống, trong đời sống của mình cũng không muộn. Chứ mới nghe qua là thấy có bộ không bằng lòng. Cái đề tài của cái bài niệm Phật, cái bài giảng về niệm Phật, bài thơ, bài thi về niệm Phật mà lại gọi là tham thiền về cái đề tài, về cái bài thi niệm Phật thì nghe rằng là cái bước cái ban đầu là thấy là dường như có cái gì sắp cự nữ không bằng lòng rồi. Tôi nhắc lại toàn bộ giáo lý Phật, nếu bằng lòng mình là đệ tử Phật, tu theo đạo Phật là đều phải tham thiền hết thảy, không có lúc nào không tham thiền, không có bài kinh câu kinh nào mà không tham thiền mà gọi là tu đúng được hết. Đó là một sự thật. Giống như bất cứ đầu bếp nào trên thế giới nấu ăn cho nước nào, chủng tộc nào đều phải có muối. Không có muối là không thể nấu đầu bếp nấu ăn được. Nó ăn thịt rất, nó ăn không ai ăn được, và ăn cũng chẳng có chất bổ. Thiếu muối là phù thủng hết thôi. Tu đạo Phật mà không có tham thiền là phù thủng hết thôi, nghĩa là tu không trúng đạo Phật. Tự miệng mình thì mình nói mình là bằng lòng làm đệ tử Phật, mà kỳ thật là mình là tà lão, là ngoại đạo. Cho nên là tôi nói hôm nay là cái chúng ta phải học tham thiền qua cái đề tài, cái đề thi, cái đề của một bài thi là niệm Phật. Thì tôi xin giới thiệu, tôi đọc cái bài thi này, nó ở trong cái tập tập mấy cũng không nhớ nữa,
tập 1 hay tập 2 gì đó. Trong cái tập 2, tôi nhớ cái nào thì tôi nói cái này trước, thì tôi không có thứ lớp gì trên cái, tôi có làm à, hai cái tập thi đó, gọi là Như Nguyễn Thiền Sư thi tập. Nói nôm na là mình nói là tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, nói chữ hát thì là Như Nguyễn Thiền Sư thi tập. Thì tôi làm tập 1, thì nói tập 1 chứ sự thật là mình làm được là 30 bài thi. Rồi làm được tập 2 rồi, tập 2 thì được đâu 32 bài gì đó. Cũng như tôi nói trong cái lời phi lộ đó, nó là chẳng tập gì hết, chẳng thi thơ gì đó, đây là chơi. Làm chơi ghi lại những cái gì mà mình đã nhớ ở trong tam tạng kinh điển, trong đầu mình nó có. Rồi móc ra, mình lượm lặt ra, mình nắm hút ra từng bốc từng cái vậy đó. Mình giống như là một kho bột, kho đường, kho dầu, sao kho mè vậy. Rồi mình bóc ra từng nắm thì mình làm ra từng cái bánh, từng món bánh vậy đó để chiêu đãi những người Phật tử hữu duyên. Cho nên nói thi chứ chẳng thi chẳng thơ gì ráo. Nói tập chứ chẳng tập bộ tập hai chứ chẳng tập bộ tập hai gì ráo, là tại vì mình làm như đó là mình thích thì mình gom lại thì mình đưa ra cho Phật tử hữu duyên nào đọc chơi vậy đó. Đọc chơi chứ chưa chắc gì ai đã quan nghìn đã quý nó. Còn người nào mà đồng tâm, đồng ý, đồng chí thì cũng có người quý cũng có. Nhưng mà không quý cũng không sao. Thì cái bài thi này nó ở trong cái tập 2, trang 24. Cái đề của bài thi đó là niệm Phật. Tôi đọc cái đề cái bài thi. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài. Cái câu đó nghe nó thiệt thà hết sức vậy, chứ mà nếu mà suy nghĩ cho kỹ nghe suy nghĩ cho kỹ là công dụng lớn lắm. Mà văn chương hết sức là mộc mạc. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Tăng dương giác giả tâm thanh khiết, ai mộ mê nhân y nhiễm ô. Gieo hạt khổ qua thu trái đắng, trồng cây đậu lạc nhặt nhân bùi. Mực đen son đỏ tùy ưa thích, tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Bài đó nghe chơi rồi để tâm suy nghĩ, nó đi sâu vào trong kinh Phật, trong tam tạng giáo điển của Phật, mà nó đi vào kêu bằng tối thượng đại thừa. Thành ra nếu mà người muốn cho nó đi vào tối thượng đại thừa thì nó thành ra đại thừa, thành ra giáo lý đại thừa. Mà muốn gọi đó là đồ chơi để ngâm nga chơi thì nó là thành ra là cái bài kệ để đọc ngâm nga chơi. Còn có người không muốn chơi nữa thì khỏi cần đọc gì hết, thì nó coi như không có gì hết. Chứ mà nói là nếu mà cho nó đi vào tối thượng đại thừa thì nó là tối thượng đại thừa của nền giáo lý Phật. Niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Tăng dương giác giả tâm thanh khiết, ai mộ mê nhân y nhiễm ô. Gieo hạt khổ qua thu trái đắng, trồng cây đậu lạc nhặt nhân bùi. Mực đen sơn đỏ tùy ưa thích, tự quyết đời ta khỏi hỏi ai.
Cái này nếu mà chơi kiểu nữa là ngâm thơ cũng được. Có những người ta thích ngâm thơ thì cũng ngâm. Rồi có người thích nữa là phổ nhạc. Có người học trò trước cái phổ nhạc của tôi, cái bài mà lễ bái, cái bài lễ bái học trò nó thích nghe rồi nó phổ nhạc. Bài này phổ nhạc nghe chắc cũng ngon. Rồi ai ngâm mà ngâm chơi cũng được. Nhưng mà ngâm thiệt sự là ngâm chơi, chứ còn khi mà ngâm rồi đó thì mình chỉ nghe cái điệu, cái âm cái điệu hay. Nếu mà những người mà ta ngâm cái âm điệu nó hay, là ta liêu thì mình luyến lái hay, nghe rất là thích. Chỉ có cái điều là nghe thì thích. Người nào thích thi ca nhạc kịch âm nhạc thì cộng với cái người mà ngâm mà luyến lái dịu dàng nghe nó hay lắm. Chỉ có điều là nó khó hiểu, phải đọc rồi phải hiểu thuộc trước rồi đó thì nghe ngâm nghe luyến lái thì nó hay. Nhưng mà nếu mình không có học trước, mình không có thuộc trước, mình nghe là chỉ là nghe cho êm tai, cho thích, chứ còn cái hiểu nói cái gì ở trong đó đó thì mình không có được bao nhiêu, nghe không có hiểu nhiều rồi. Vì vậy mà tôi không thích đem kinh Phật ra ngâm. Việc làm đó bảo là tội lỗi thì không có gì tội lỗi. Nhưng mà bảo hỏi tôi thích không để làm chung, tôi cũng xin cảm ơn. Mà không nên làm. Nhưng mà làm thì tôi cũng nói rằng là không có tội gì. Có những người ta thích âm nhạc rồi người ta nghe vậy rồi người ta bắt đầu người ta lấy bài ra người ta học coi cái bài ngâm hay như vậy là cái gì ở trong đó, thì từ đó người ta thích đọc cái bài thơ đó, rồi lần lần người ta quân tập. Cho nên ngâm thơ thì cũng không phải là tai hại gì, nhưng mà riêng tôi thì tôi chịu đọc rồi nghe rồi hiểu để rồi ứng dụng trong đời sống thì tôi thích hơn. Bây giờ tôi giải thích đây nè. Giải thích trước hết là giải thích về cái đề tài niệm Phật. Tôi đã từng nói nhiều lắm về cái chữ niệm. Và tôi cũng đã nói nhiều lắm về cái chữ Phật. Hai cái chữ niệm Phật. Hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia của chúng ta không được xem thường. Niệm Phật phải niệm bằng cách nào? Niệm sao? Học sao? Rồi nhớ sao? Làm gì? Nó mới đúng là cái nghĩa niệm Phật. Chứ thường thường là chúng ta tưởng tới chúng ta niệm Phật là mỗi ngày chúng ta niệm đó, coi chừng, hãy coi chừng. Nó là một cái phần nhỏ xíu ở trong đạo Phật, chứ nó không trúng cái cách niệm Phật là như chúng ta tưởng thông thường theo ý tưởng của đa số người. Đa số người cái ý tưởng niệm Phật không trúng. Trừ những người có học Phật thiệt và niệm Phật mà có tham thiền thì người đó mới niệm Phật mới đúng là người niệm Phật. Còn nếu niệm Phật mà không có tu học tham thiền thì mình tưởng mình niệm Phật mà kỳ thật là mình niệm không có hiệu quả. Do vậy mà tôi muốn các Phật tử phải nhớ, phải học, phải tham thiền về chữ niệm Phật cái đã. Trước hết là chữ niệm. Chữ niệm là tôi nói nhiều rồi,
niệm Phật giả là cảm Phật chỉ đức, niệm Phật giả là kính Phật chỉ đức, là cảm Phật chỉ đức, là mình kính cái đức Phật, mình cảm cái đức của Phật mà mình niệm Phật. Vậy thì cảm cái đức của Phật, mình kính cái đức của Phật, mình niệm Phật. Vậy thì chỉ niệm có nghĩa là nhớ, có nghĩa là nhớ. Mà nhớ là đúng, mà tưởng thì hãy coi chừng. Nhớ Phật thì không sao, không có đi tới chỗ nguy cơ sai lạc. Mà nếu mình nói rằng là niệm Phật mình nhớ tưởng Phật, thì cái chữ tưởng đó, cái từ tưởng đó phải coi chừng. Nhớ Phật rồi mà tưởng Phật, mà nếu mà tưởng sai lầm là các vị tưởng ai chứ không có Phật ở trong. Cho nên là tôi có một bài thơ nữa đó. Quán chiếu nên tri, quán tưởng ly. Tu học là mình quán chiếu thì là mình nên ứng dụng, nên học tập, nên làm, nên suy nghĩ, tu tập theo con đường quán chiếu. Bởi vì quán chiếu là nó một hình thức, một cái cách để nó đưa mình đi vào con đường thiền định. Mà thiền định thì nó sanh ra trí tuệ. Thành ra quán chiếu nên tri, quán tưởng ly. Quán tưởng này là nó đưa mình đi vào cái thế giới siêu hình, ở cái cõi gọi là vô sắc giới đấy. Biết bao nhiêu người tu quán tưởng. Có những vị thầy họ dạy tu hành bằng cách quán tưởng. Họ tưởng trên mây có lâu đài nhà cửa. Có người họ nói má đừng có lo gì hết á, con đã lo hết cho má rồi. Họ lo cho nó là nhà cửa lâu đài rồi, con lo cho má rồi. Ở đâu? Ở trên mây á. Bởi vì cái pháp tu mà thầy cô dạy là con cũng có nhà rồi nữa, nhà cửa lâu đài rồi, ở trên mây á. Giờ con cũng tạo cho lâu đài nhà cửa của má ở trên mây, cho nên ngày má sống thì má ở nhà lầu, ở trên trần gian này, trên ngày má chết rồi thì là mắt cứ mắt tưởng tượng ở trên mây đi, má có cái sự nghiệp ở trên đó, con đã làm cho má rồi. Mà sự thật là cái thằng nhỏ đó nó thấy nó làm cho má nó rồi, nó tạo cho má nó rồi, nó tạo bằng cái tưởng tượng ấy. Nó tu ra cái niệm, nó quán niệm của thượng đế, của ngọc hoàng, của cái ông siêu nhân siêu nhiên gì trên đó, là sắp sẵn cho nó hết trơn à. Đó thì có cái cách vậy đó. Rồi còn những người, có người quán tưởng Phật Di Đà có một thế giới đẹp ở phía mặt trời lặn đấy. Hôm nay tôi đã nói rồi, qua cái loạt bài hướng dẫn từ xa này tôi đã nói nhiều về vấn đề đó. Rồi mình về đến đó rồi nhà cửa cũng vàng bạc lưu ly, pha lê, pha cừ, xích châu, ma não, san hô, phách trân châu, các thứ báo làm ra cái đất nước cực lạc. Rồi nhà cửa sự nghiệp có cây hoa lá đều bằng vàng bạc lưu ly, pha lê, bằng thất bảo hết. Cái đó gọi là quán tưởng đó. Phải ly cái đó đi, phải bỏ cái đó đi. Quán chiếu nên tri, quán tưởng ly. Nhớ câu đó được rồi. Quán chiếu là soi rọi vào nội tâm mình, soi rọi để cho thấy được cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình, cái tri kiến Phật của mình, cái Phật tánh của mình, cái thể chân như thanh tịnh vốn có của mình, cái niết bàn tự tánh của mình, Phật tánh của mình. Chứ mà niệm tưởng là không được. Thật ra là mình nhớ kỷ niệm là nhớ là đúng. Mình niệm mà đi đôi chứ tưởng là coi chừng. Tưởng là tưởng cái gì, tưởng ai? Thì mình tưởng bất cứ một vị thành thánh nào mà ngoài mình ra, là mình đã là, người ta gọi là lạc thiền là cái đó đó. Lạc thiền là do mình tưởng. Mình tu thiền rồi mình niệm Phật. Niệm Phật thì nhớ Phật thì không sao, mà niệm Phật mà cứ bằng niệm tưởng đó, tưởng niệm đó,
thì coi chừng nó đi tới cái chỗ gọi là lạc thiền. Là vì mình tưởng tượng cái hình không có phải là cái hình của cái ông mà mình muốn. Bởi vì những ông mà mình muốn ra phần nhiều là không ai biết cái ông đó là khai sinh ở đâu, khai tử ở đâu, và lý lịch ở đâu, quê quán ở đâu, chánh quán ở đâu, trú quán ở đâu, mình không có biết. Mà mình tưởng cái ông đó là nguy hiểm rồi, là vô sắc giới rồi, sống vào cái cõi quan đường mộng mị của tưởng tượng mà thôi. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là tôi lo sợ cho Phật tử của khắp thế giới, kể cả nước Trung Hoa là cái nước mà mình chịu ảnh hưởng cùng một hệ tư tưởng Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, hết sức sai lầm về chỗ đó. Cho nên truyền bá hoài, tu dạy tu mãi mà thành tựu không có. Lập chùa thì có, chùa lớn thật lớn thì có, cơ sở lớn thì có, tạo tượng không biết bao nhiêu mà đếm ở trong vách núi thì có, nhưng mà giác ngộ và giải thoát không có. Ở Trung Quốc có những cái dãy núi gì đó, cái vùng đất gì đó mà Lưu Bị ký thác con côi cái vùng đất đó, tôi nhớ là ngày tôi coi phim thôi, là có những con sông rồi có rồi những cái núi đá ở gần những cái vùng sông đất đó mà các bậc tiền bối ta tạo ra là không biết bao nhiêu trăm bao nhiêu ngàn, tưởng cao 10 thước, 5 thước, 7 thước, 3 thước cho tới dài tất đầy rất nổi. Tôi nhìn thấy cái đó tôi tội nghiệp, nhưng tội nghiệp cho những vị tiền bối bỏ công làm như vậy. Tôi cho là không được gì hết. Cái người mà thấy nhiều Phật như vậy đó mà lại được tin tưởng đó, không có được. Lại Phật đó cực là một chuyện rồi, rồi tin tưởng vào những cái hình tượng đó mà gọi là Phật là sai lầm lần thứ hai nữa. Rồi hy vọng các vị Phật mà mình lại mình cúng nó phò hộ gia trì mình lại là cái sai lầm thứ ba chồng chất vô, không có được cái gì hết. Nhưng mà người xưa ta đã làm, các bậc tiền bối ta đã làm, Phật tử đã đổ tiền vô cũng biết bao nhiêu trong đó mồ hôi nước mắt cái trong đó làm ra những cái tượng trùng trùng như vậy. Mà mình nói mình phủ nhận thì người ta đâu có chịu. Mà nói rằng lợi ích gì trong đó không có được bao nhiêu hết. Có được hết sức là một chút xíu nhỏ nha. Có nghĩa là người đó nghĩ rằng là tôi là người đạo Phật, tôi quý Phật, tôi lại Phật. Nó dính dấp một chút xíu về cái ý nghĩ rằng là mình bằng lòng nghĩ Phật, nhớ Phật, lại Phật. Mà bao nhiêu đó thì không đủ. Bao nhiêu đó mà để xây dựng một cái tòa lâu đài vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn thì thật sự là một hộp cát, mà muốn xây dựng một cái tòa lâu đài Bồ Đề Niết Bàn vô thượng thì nó được bao nhiêu chứ. Mà tôi nói cái đó là khó nghe đó nha, bởi vì tôi thường thường mới nhắc cái khó nghe mà. Tôi biết tôi nói là khó nghe. Tôi nói khó nghe tôi biết chứ không phải là tôi không biết. Nhưng mà tôi phải nói đó là sự thật, cho nên dù khó nghe đi nữa tôi thích nói cái sự thật. Cho nên niệm Phật không phải là đơn giản như mình hiểu là mình kêu tên Phật. Thường là mình kêu tên Phật cái chứ không phải niệm Phật. Bây giờ ông Phật mà mình không biết ổng là ông gì, ổng ra làm sao thì mình chỉ biết cái tên của ông Phật thôi, thì mình kêu tên Phật thôi. Ví dụ như Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì mình kêu tên Phật A Di Đà. Hay là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó, mình kêu tên Phật chứ mình không phải niệm Phật. Đấy, nói cái đó là nhiều người nghe tức muốn
muốn nổi cái cục bao nóng ở trong bụng lên. Ta gọi là tức giận. Nghe nói cái bắt tức giận. Cái từ tức giận tôi nghe tôi thích cười. Hay tôi bằng làm cái từ đó chứ. Tức giận là một sự năng nề. Mà cái từ tức giận thì nghe nó lại mềm dịu. Nó không có công kích cái hận thù. Nó làm cho từ nó có cái sức quá giả nhẹ, nặng thành ra nhẹ. Mà thù hận thì là sinh ra nặng. Cái hận đó nó nhẹ mà nó thành ra nặng. Nó thù hận thì sinh ra nặng. Còn cái giận đó là dữ lắm mà. Nhất tinh chi quả năng siêu phiên giảng khoảnh chi sơn, bán khu phi ngôn ngộ tổ bình sinh chi đức. Nửa câu mà nói sai lầm, nói tật hoặc là độc ác không dữ là nó tổn cái đức bình sinh đấy. Nhưng mà chứ giận là dữ lắm đó chứ. Tham sân si mà, là sân lên là có thể đốt nhà, có thể là giết người mà. Vậy mà nó chỉ tức giận chứ nghe nó nhẹ. Là nên những điều tôi nói chúng ta coi chừng. Chúng ta kêu tên Phật chăng mà chúng ta niệm Phật, chỉ niệm phải là nhớ mới được. Mà nhớ đâu phải có cái cách nhớ. Nhớ kiểu gì? Nhớ ai? Thế thì niệm Phật là nhớ Phật chứ gì? Đấy, được rồi. Tôi cứ nói niệm Phật là nhớ Phật đi. Còn cái chữ Phật cũng không đơn giản tí nào. Như tôi nói vừa nói, Phật ở cái vùng đất đó bên Trung Quốc, người ta tạc không biết bao nhiêu tạc trong vách núi mà. Rồi bây giờ ở Việt Nam cũng có cái chùa, tôi gọi là chùa Vạn Phật. Rồi còn ở Trung Quốc đó là có cái vùng đất núi đó, ta tạc Phật vô số kể. Cái vùng đất gì tôi quên à. Tôi chỉ nhớ mãi mãi là trong chuyện Trung Quốc, cái vùng đất đó là vùng đất của Lưu Bị, kiểu là ký thác con côi cho Khổng Minh đó, ở vùng đất đó. Vùng đất gì quên. Dùng nó núi trùng trùng điệp điệp mà ta các bậc tiền bối không biết là bao nhiêu đời mình không hiểu. Ta tạc Phật ở trong đá vách núi. Mà dùng đó tôi thấy trong phim là các vị Phật đó đứng, cái dùng đó đẹp lắm, nước chảy hai bên. Cái dùng đất đó dường như là cái đất có mũi ngã ba, cái mũi tàu. Phật nhiều lắm. Mà tôi nhìn vậy tôi tội nghiệp các vị tiền bối thôi. Cũng như là cái ông Phật mà ở bên cái đất nước của Afghanistan mà bị Taliban bắn đó. Tôi nghe rồi tôi cũng tội nghiệp cho các bậc tiền bối đó chứ. Người ta có lòng đối với Phật, tôi quý đạo Phật nên mới làm ra cái tượng Phật vậy đó chứ. Tốn dữ lắm công sức đầu tư, có khi cả đời người chưa làm nên sự nghiệp đó đã chết. Nhưng mà tại vì nó không phải là Phật thiệt, cho nên là cái nhóm Taliban là bắn đặt cái thuốc đổ, bắn đại bác vô là đổ bể hết. Còn Phật mà cả ngàn ngàn ở trong vách núi vậy cũng vậy thôi. Nếu mà những cái chế độ nào đó ta không thích đạo Phật, người ta đem đại bác vô ta nã một hồi, nửa tiếng hồ là sạch trơn. Cho nên cái Phật mà mình hiểu rằng là Phật đá cũng còn không chắc là đừng có nói tới gì Phật xi măng. Phật đá cũng dứt núi cũng còn không chắc. Còn Phật mà đúc bằng xi măng, bằng cốt thép thì một viên đạn một. Đạn đợi bây giờ ghi gớm lắm, một viên một. Là có thể đổ vị Phật nghĩa là 150 thước bề cao. Một viên đã một. Do vậy cho nên là Phật đồng cũng không phải Phật, Phật xi măng không phải Phật, Phật ở trong đá cũng không phải Phật, Phật gỗ mít cũng không phải Phật, Phật gỗ huỳnh đàn giáng hương cũng không phải Phật, Phật cầm xe cả chất cũng không phải Phật.
Phật vẽ Phật thiêu thì càng tệ hơn nữa, con mối con hai đuôi nó ăn hết thịt Phật, nó gặm nhấm Phật. Do vậy mà mình niệm Phật mình coi chừng, hãy coi chừng mình niệm ông Phật nào. Và nếu mình dựa vào tất cả những hình ảnh tượng Phật đó, đều không có Phật trong đó. Đó. Do vậy cho nên là mình phải xác định lại mình niệm Phật là niệm Phật nào. Cho tất cả hình ảnh, từ thiêu vẽ cho tới chắc nhất là xi măng cốt sắt và trong đá và bắt đầu cũng không có Phật. Người xưa ta để lại bài thơ đơn hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi nhất tràn cái đặc sự thiên hạ thiếu nhân tri. Thiền sư đơn hà lấy Phật thì trẻ đốt đổ nước uống chơi cũng còn sợ tội mà. Là vì đối với con mắt của thiền sư ta thấy trong cái tượng cốt gỗ mít là gỗ quỳnh đàn chắc hơn gì cũng không có Phật. Cho nên trẻ Phật cũng không có tội. Để nhắc nhở như mọi người rằng, ta làm cái việc đó để nhắc nhở mọi người rằng Phật không có bên ngoài ta. Ông Phật này không có, tìm xá lợi trong ông đó không có, kiếm ông khác. Đốt nữa, trẻ nữa, đốt nữa, chậm nữa. Đó là người ta giáo dục đó, chứ không phải ông Đơn Hà, thì sư Đơn Hà là ngang tàn, là quỷ bán Phật đâu, không á. Cái đó là tôn kính Phật diễn tận lắm á, cái bằng thâm tôn trọng Phật một cách cái bằng thâm hậu á. Tôi dám làm việc đó để tôi nhắc nhở mọi người phải niệm Phật phải cho đúng đối tượng thì mới được lễ. Cho nên tất cả những Phật bên ngoài ta đều không phải, không có Phật. Do vậy mà tôi xin hướng dẫn các vị đây, bằng lòng thì hãy nghe đây, còn không bằng lòng thì cứ vậy, khỏi nghe, vậy thôi. Bất cứ một ông Phật nào, các vị phải nhớ những cái đức tánh này đây nè. Cái đức tánh này mới là Phật, mới là cái mà để cho ta niệm, cái là để cho ta nhớ đây nè. Chứ không phải niệm Phật thiêu, Phật vẽ, Phật cốt, Phật đồng, Phật xi măng, Phật gỗ đá, vân vân. Phật bên ngoài ta là không phải. Mà niệm Phật là phải nhớ. Ông Phật nào cũng có 10 cái đức hiệu. Có 10 cái đức hiệu. Mà 10 cái đức hiệu đó để nói lên rằng đó là cái tánh và cái chất. Nếu Phật mà còn mà chưa diệt độ, cái đức Phật nó còn ở tại thế gian thì gọi là vừa có tánh mà vừa có chất. Còn như đức Phật mà diệt độ rồi thì niệm Phật là niệm Phật tánh, chứ không có niệm Phật chất được. Xin nhắc lại, chỉ niệm là nhớ. Mà nếu đức Phật đó mà còn chưa tịch diệt, còn hiện hữu trên cõi đời, còn sống, thì mình niệm Phật thì lúc đó mình niệm Phật đó là Phật đó vừa có tánh mà vừa có chất. Còn thí dụ như Đức Phật Thích Ca của mình, bổn sư của mình bây giờ đây đã tịch diệt rồi, cũng gọi là diệt độ hay là tịch diệt á, thì bây giờ mình niệm Phật là nó chỉ còn tánh mà nó không còn chất. Bởi vì cái chất là nó thuộc về sắc quẩn. Cái thân sắc quẩn của Đức Phật, cái thân vật chất của Phật bây giờ không còn. Mà nếu có còn thì người ta nói vậy chứ tôi cỡ tôi rồi tôi không bao giờ tôi tin cái xá lợi gì hết. Điều người ta nói thì mình cứ để vậy đi.
cái xá lợi mà cả thế giới thờ đó thì xá lợi thiệt cũng được mà xá lợi giả đối với tôi cũng không ăn nhầm gì. Tôi nói tới cỡ đó là nhiều người nghe mà phát ghét. Người ta tôn trọng cái viên ngọc xá lợi, người ta đón rước, người ta bỏ vô cái là hàng tỷ bạc rồi đấy, ta làm cái lễ đón rước. Mà tôi là cái người mà đón rước cái viên ngọc xá lợi đầu tiên từ ngoại quốc mà để nó có hiện diện ở trên đất nước Việt Nam là tôi đây. Hồi đó tôi là học trò, tôi còn là học trò, tôi mới tập tỉnh giảng, diễn giảng thôi. Thì tôi đi đón rước ở trên một chiếc tàu gọi là La Mạc Sê Dê từ bến tàu Sài Gòn. Mà đi lên một ngôi chùa Việt Nam mà cái, nói lại các vị nghe các vị đau khổ thôi, là phải hội nghị bao nhiêu lần hội nghị, uống bao nhiêu bình nước trà, bao nhiêu chai nước ngọt để dành cái chỗ để ngọc xá lợi được rước từ dưới tàu lên. Thành ra là cái ngọc xá lợi đó là bây giờ đó, nếu còn người ta gọi là Phật đó, là còn cái xá lợi đó. Mà xá lợi rước về Việt Nam mà ban đầu là tưởng nó có một viên, có một phần ở trong đó là ba cái hộp ngọc bằng xương, ba hộp gạo lứt, ba hộp gạo lứt mà cái loại lúa thần nông hộp to to vậy đó, bằng ba hộp gạo vậy thôi, phải coi bằng kiến rọi mới biết được cái gì trong đó, nhưng mà quý lắm. Nhưng mà là quý rồi, mình tưởng quý vậy mình tha thiết ghê gớm, mình cũng có cái lòng mừng. Nhưng mà sau đó thời gian này là cái ông đại đức đó, ông cho tùm lum hết trơn, không biết ở đâu mà ông có, rồi ông cho luôn hai ba đoàn thể Phật giáo vậy. Thì tôi mới nghĩ, tôi uống sao lại cái ông này ông có nhiều vậy, thì sao lại ông làm nghề gì mà ông độc quyền ông có nhiều như vậy là sao? À, bắt đầu tôi suy nghiệm lại, thì ra hãy coi chừng, ai biết được thế nào là sao lại thiệt, thế nào là sao lại giả. Mà sao lại thiệt đi nữa tôi cũng không ngán nữa, chứ đừng có nói sao lại giả thì chuyện đó không tin được. Tại sao tôi nói như vậy? Dễ thôi, Phật Thích Ca có quý bao gì cái sao lại đó. Phật Thích Ca không cần để xá lợi lại cho ai thờ cúng để làm gì. Nếu Phật Thích Ca mà có dụng cái ý mà ta diệt độ, ta tịch diệt rồi, ta để xá lợi lại cho người ta thờ cúng, là Phật Thích Ca không bao giờ thành Phật được. Bởi vì ông còn muốn mà, ông còn dục vọng mà. Cho nên nếu Phật Thích Ca mà dụng ý đó là không bao giờ thành Phật được, không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Mà Phật Thích Ca đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ có cái ý muốn để xá lợi, dù là xá lợi thiệt, chứ đừng nói chỉ xá lợi giả. Đấy, tôi học Phật tôi phải lý luận chứ, mình phải lấy cái trí mình lý luận coi cái nó đúng hay sai chứ. Tại sao tôi nói vậy? Đơn giản thôi, tôi đã từng hướng dẫn các Phật tử rồi. Như Lai dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã thì xá lợi cũng phải là một thành phần của vô ngã đó, bởi vì nó cũng là vật chất. Nếu nó có nó còn cũng là một thành phần vật chất, một đơn vị vật chất, một đơn vị của vạn pháp, một thành phần nhỏ xíu của vạn pháp. Mà Như Lai đã dạy rằng nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cảnh pháp bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung phượng, như như diệm, nghĩa là vạn pháp giai không. Thế thì tại sao Như Lai là để lại xá lợi nó thành ra vạn pháp giai hữu mà sao? Cho nên là xá lợi có Phật mà có thiệt đi nữa, các vị cũng đừng có quý cho tôi, đừng có quý xá lợi thiệt,
xem thường sách lại đó, nhưng mà cố ta thờ được cái động tới nha, nói bậy bạ người ta chơi mình à, trong để im mình à nha, trong bụng mình một mình biết, một mình hay thôi à, mình không quan trọng không quý thì đó là chuyện riêng của mình nha, còn cái chỗ mà nhiều người ta tin tưởng ta quý rồi làm ơn đừng có động nha. Bởi vì cái tín ngưỡng nó nguy hiểm lắm, cái tín ngưỡng là ghê lắm. Khác tôn giáo, khác tín ngưỡng là có thể giết chết nhau, thằng lạc dễ như chơi á. Thật ra đừng có động. Chỉ là mình học rồi mình biết rồi thôi. Cho nên là cái ông Phật mà mình á, mình học đây nè, phải qua 10 cái điểm này nè, để 10 cái ý tứ này là 10 cái đức hiệu này nè, để mình nhớ một vị mà mình tôn kính cúng dường, học theo, hành theo, quy y nương tựa về vị đó. Thì chúng ta bắt đầu hiểu cái nghĩa Phật này nè. Cái đức hiệu đầu tiên, ba cái đức hiệu đầu tiên, một đức Phật thì nó phải có ba cái đức hiệu nó cộng lại, đó là cái đức Pháp Thân. Đức Pháp Thân là trụ cột, là cái điểm chấn. Mà muốn trở về thành tựu hòa quyện với cái đức Pháp Thần đó, nó phải có hai cái đức khác, gọi là bát nhã và giải thoát. Pháp Thần đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Pháp Thần đức là chánh nhân Phật, cũng gọi là chánh nhân Phật tánh. Còn bát nhã đức là duyên nhân Phật tánh. Còn giải thoát đức là liễu nhân Phật tánh. Nghĩa là Phật tánh là cái tánh Phật là có rồi, đó là Pháp Thân đức. Pháp Thân đức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, bất sanh bất diệt, bất hư bất lai, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, vượt ngoài tất cả ngữ ngôn phân biệt nói năng, vượt ngoài tất cả những sự kính trọng hay là không kính trọng của con người. Cái đức đó là gọi là cái đức tự nhiên là gì đó. Và cái đức đó như tôi đã giới thiệu đó, ai cũng có, mà trong đó là thường thường là nó biểu lộ qua cái kinh điển mình học. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đến chuông cái bo nó lại cái câu đó, cái câu mà lại chót của cái thời Thái Bố Hồng Danh đó, là ông tổ đó đã hướng dẫn mình lại cái Pháp Thân đức đấy. Pháp giới tàn thân, ở trong cái tàn có nghĩa là nó ẩn tàn, nó chứa đựng khắp cùng pháp giới, chỗ nào cũng có cái đức đó. Đó là gì? Đó là cái đức thanh tịnh bản nhiên. Cái đức thanh tịnh bản nhiên, không sanh không diệt, không đến không đi, không đoạn không thường, không thêm không bớt, không trắng không đen, không vàng không đỏ, không dài không ngắn, không nặng không nhẹ, không rộng không hẹp. Đó là cái đức thanh tịnh bản nhiên, giống như trời xanh ngăn ngắt, một màu xanh ngăn ngắt, không có mây xanh mây vàng mây đỏ mây đen mây xám mây mưa mây nắng gì hết. Gọi là thiên gian, gọi là
vần khứ vần lai thiên bổn tịnh. À, cái pháp tịnh đức đó người ta ví như là cái bầu trời mà mây xanh ngang nhất một màu, không có mây gì hết mới gọi là trời thiệt. Còn mà mình thấy và lúc thì mây trắng, lúc thì mây xám, lúc thì mây đen, lúc thì mây đỏ, lúc thì mây màu hồng, đủ thứ màu, giống như cái màu của cái móng bảy sắc cầu vồng đó ha, thì tất cả cái đó không phải là trời, không phải là cái màu của trời, mà cái màu của trời là màu một màu xanh ngăn chắc, vân khư vân lai thiên bổn tịnh, mây đến mây đi đủ thứ màu mây, nhưng mà cái đó không phải là trời. Đủ thứ màu mây qua lại đến đi sanh diệt trong bầu trời, mà bầu trời xanh ngang ngắt vẫn là không có tương quan tới những cái màu sắc của mây kia. Cái đó đó là để ví cho pháp thân đức là cái đó. Mà cái pháp thân đức là mọi người chúng ta theo lời Phật dạy, pháp thân đức cũng gọi là Phật tánh đấy, cũng gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cũng gọi là Thể Tánh Tịnh Minh, cũng gọi là Bản Lai Diện Mục. Đó là cái tánh thanh tịnh vốn có của mọi người, mà mọi người chưa trở về được với cái Bản Lai Diện Mục đó, cái bộ mặt thật của mình đó, cái bầu trời xanh ngang ngắt của mình đó. Mà mọi người như chúng ta đây thì nó còn đủ thứ mây. Cái mây xanh ngăn ngắt đó ở trong người của chúng ta cũng có, nhưng mà hiện giờ cái bầu trời đó ở trong người ta đó, cái bầu trời đó chúng ta bị mây nhiều quá, mây xanh mây đỏ mây đen mây xám mây mưa đủ thứ mây, do vậy mà nó không hiển ra cái bầu trời xanh ngăn ngắt đó. Chúng ta bị kiến hoặc, bị tư hoặc, bị trần sa hoặc, bị vô minh hoặc nhiều quá, cho nên chúng ta không là sống được với là cái tâm thanh tịnh, bất sinh bất diệt, không đến không đi, không thường không đoạn của chúng ta. Đây là chúng ta muốn học Phật là chúng ta phải học cái đó, cái đã gọi là pháp thân đức nha chưa. Đó là cái đức pháp thân. Và pháp thân thì nó là tàng thân, pháp giới tàng thân. Đó, chữ đó ra chữ pháp thân đó là chánh nhân Phật tánh của chúng ta. Đó cũng gọi là chánh nhân Phật tánh của chư Phật mười phương. Chư Phật mười phương có chánh nhân Phật tánh đó, chúng ta cũng có cái chánh nhân Phật tánh đó. Tức là cái Phật tánh đó là Phật tánh chánh nhân, Phật tánh vốn có của mọi người và của mọi chư Phật trong mười phương. Vậy thì Đức Phật làm sao mà để được cái đó? Còn chúng ta như kinh giải là chúng ta cũng có cái đó, mà cái đó bây giờ của chúng ta ở đâu? Đây là vấn đề chúng ta phải học niệm Phật là vậy đó. Cho nên chúng ta niệm Phật chỉ là duyên nhân Phật tánh. Vì vậy cho nên niệm Phật là phải nghĩ Phật, phải nhớ Phật, và muốn niệm Phật là phải niệm Phật qua tham thiền để chúng ta ứng dụng thành tựu được cái bát nhã đức. Vấn đề nó là vậy đó. Thành tựu bát nhã đức là cái đức gì? Đó là chúng ta phải tu tập bồi dưỡng trí tuệ. Chỉ bát nhã là trí tuệ đạo bỉ ngạn mà. Cho nên ai là người đệ tử Phật cũng phải tu tập, cũng phải bồi dưỡng cái trí tuệ đạo bỉ ngạn kia. Để chi? Để dùng trí tuệ mà độ ngu si. À, cái bữa hôm qua kia tôi nói rồi, trong lục độ đó, trong lục độ nha Phật tử nhớ nha, cái độ và bát nhã độ là quan trọng hơn hết à. Chứ các vị mà tu năm cái độ trước đó cũng gọi là duyên nhân Phật tánh, để nó làm ra là cái
cái nó hỗ trợ cho cái Bát Nhã Độ. Năm độ trước để nó hỗ trợ để nó hiển lộ cái Bát Nhã Độ ra. Mà Bát Nhã Độ đấy thì nó là cái điều kiện tất yếu để thành tựu được dương nhân tánh. Nghĩa là phải có trí tuệ mới là có biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là phải, đâu là quấy, đâu là thiện, đâu là ác, để bỏ đi tất cả những cái xấu, những cái ác, chừa lại lấy những cái thiện để phát huy. Cho nên là muốn thành Phật là phải có trí tuệ, phải bồi dưỡng cái Bát Nhã đức. Nói như thế là cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng lắm đấy. Các vị không có bồi dưỡng Bát Nhã đức thì là các vị tu đạo Phật không có được. Các vị không nhận thức được chân lý. Tà kiến mà các vị không biết là các vị tà kiến thì làm sao các vị tu? Thân kiến mà các vị không biết thân kiến là gì? Cái bản ngã của mình mà mình không soi rọi nó, mình không được cái tính chất ngã không của vật chất, của tự thân, thì mình làm sao mình tu được? Mình tu cái gì? Gọi là tu là tu cái gì chứ? Cho nên cái Bát Nhã Độ, tôi nhắc nhở các Phật tử, Đức Phật dạy trọn đời là phải học là giới, nhân giới sinh định, nhân định pháp huệ, thứ cơ thành tựu, thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Cái người tu sĩ Phật giáo, người gọi là xuất gia đó là phải tập tu giới, từ tu giới nó có ra thiền định, từ tu tập thiền định nó có ra trí tuệ, thì ngõ hầu mới làm nên Phật đạo, không phụ cái chí hướng xuất gia. Cho nên là trường Phật học là cần lắm đó chứ. Nhưng mà năm nay là Hà Nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh cho tôi đóng cửa trường rồi đó nha. Năm nay họ thành tựu rồi đó. Tôi chấp nhận cho đóng cửa. Tôi tranh đấu 20 năm. Cho tới năm nay là tôi chấp nhận cho Hà Nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa trường Phật học để tu. Đó là một cái nỗi, nếu mà mình nói đúng được mình gọi là một cái nỗi đau lòng đó. Nhưng mà thôi, nhân như vậy, duyên như vậy, mình phải sống bằng cách thập duy thị. Chớ Phật học cần thiết cho người người xuất gia cũng như người tại gia. Phải có học mới phát huy, mới bồi dưỡng trí tuệ, mới phát huy được trí tuệ, thành tựu được cái đức Bát Nhã, mới nhận thức phân biệt được tà chánh chân ngụy, đại tiểu thiên viên. Đó là những cái đối tượng, cái mục tiêu mà của những người tu học phải chọn lấy và phải loại bỏ. Cho nên kinh Pháp Bồ Đề Tâm đã có đưa ra 10 cái tiêu chuẩn gì đó: tà chánh chân ngụy, đại tiểu thiên viên. 8 cái món đó mình phải chọn 4, mình phải loại bỏ là 4. Tà bỏ đi, phát tâm tà bỏ đi, phát tâm phải là chánh, thế là mình lấy chánh. Phát tâm ngụy bỏ đi, mình phải phát tâm chân, chân là chân thiệt á. Chân thiệt là chân thiệt, đây là phát tâm để vì giải thoát giác ngộ, chứ không phải là vì để các chùa lớn, để tạo nghĩa trang to, là để bán nghĩa trang nghĩa địa, rồi làm tháp để đựng hũ cốt rồi này kia đó. Cái đó không phải, cái đó là phát tâm ngụy. Rồi phát tâm để cạo đầu mặc áo cho nó hợp lệ hình thức thì chùa, rồi để đi cúng mở cửa mã, đi nó cúng kỳ an kỳ siêu, ngồi trong vòng vài giờ đồng hồ vậy có thể có 500 tới triệu, thậm chí tới 3 triệu. Nếu chức mình lớn rồi nó cúng mình lần này chứ không phải là nó cúng, nhưng mà đều là tại vì nó nghĩ cái việc tương lai của nó, cho nên nó cúng nhiều vậy là để nó cần cái việc tương lai. Thế này là phát tâm như vậy đó. Nếu ai phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy, cái đó bỏ đi. Cho nên ai tu hành mà
có cái mộng mà làm ni sư, làm đại đức thượng tọa hòa thượng mà phát tâm tu vậy là tôi sợ lắm. Tôi không dám độ cái đó, không dám độ những người như vậy. Độ những người như vậy mình không có được cái gì trên, mà người ta cũng không có được gì hết thì mình độ chi? Cho nên phát tâm nguyện là bỏ tà chánh chơn nguyện, mình lấy cái chơn. Chơn đây là phát tâm để mà hướng về giải thoát giác ngộ, đi theo con đường của Phật thì gọi là phát tâm chơn. Mà mình làm sao mình biết để mình lựa? Cho nên là thôi thì chắc chắn ổn nhất là mình không có độ, mình không có giúp người ta đi làm cái việc đó. Thành ra từ nhỏ tới lớn tôi rất là về cái đó. Tôi làm sao tôi biết người đó là phát tâm chơn? Không biết được, khó lắm. Mà phát tâm ngụy thì phải nói rằng là cái đó nó nhiều, người ta gọi là mượn đạo tạo đời đó. Cái phát tâm nó nhiều lắm, mà mình nói biết lòng mình đâu có dám nói, thôi chi bằng mình không thâu không nhận hết cái để cho xong. Cái phát tâm của người ta nó có cái trọng tâm vậy đó, tà chánh, tà bỏ chánh lấy, chơn lấy ngụy bỏ. Phát tâm ngụy là bỏ không lấy. Để phát tâm đại tiểu, phát tâm mà tiểu thừa, phát tâm mà hẹp hòi nhỏ mọn ích kỷ thì nó thuộc về phát tâm tiểu nhỏ mọn ích kỷ. Mà phải chọn cái con đường phát tâm vì mình, vì người, vì tất cả, vì tu học chánh pháp đại thừa. Tôi học chánh pháp đại thừa khác rồi nha, còn học giáo pháp tiểu thừa khác à. Học giáo lý tiểu thừa là học có 9 bộ kinh thôi, còn học giáo lý đại thừa ta học tới 12 bộ kinh, giáo lý giáo nghĩa 12 bộ kinh. Hai cái chủng tánh đó là phát tâm khác nhau xa lắm, chứ không giống đâu. Hình thức thì giống nhau, hình thức có thể giống nhau hoặc là khác nhau cũng không có gì đáng quan trọng đáng nói, nhưng mà nội dung tu tập á vẫn khác nhau. Thí dụ như cái lúc mà Đức Phật trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là Đức Phật sắp phát động cái phong trào khơi nguồn tư tưởng cho đại chúng nói kinh Pháp Hoa, thì cỡ như ông Tá Lợi Phất với một số thì yêu cầu Phật nói kinh Pháp Hoa, yêu cầu Phật nói cái pháp gì mà Đức Phật đang hiện cái niềm lành rộng lớn rực rỡ sắc màu. Thì ông Tá Lợi Phất hỏi ông Đại Trí Giang Thù, ông Đại Trí Giang Thù nói theo tôi biết, tôi đã từng theo nhiều hầu nhiều chư Phật, tôi biết vì đó là cái hiện tượng mà của mười phương chư Phật, cũng như hiện tượng của Thế Tôn hiện nay là sắp nói kinh đại thừa, cho nên có cái hiện tượng đó, cái điềm lành đó. Thì ông Tá Lợi Phất hiểu về hiểu ý đó rồi mới năn nỉ Phật, năn nỉ lần thứ nhất Phật không nói. Phật nói trình độ thanh văn duyên giác ông nghe không nổi cái mà ta nói đâu. Ông Tá Lợi Phất năn nỉ lần thứ hai, Phật cũng nói rằng cỡ mấy ông nghe chưa nổi giáo lý ta sắp nói này, cho nên ta không muốn nói. Ông Tá Lợi Phất năn nỉ lần thứ ba, Phật nói thôi bây giờ ông đã nhiệt tình quá, đã chí thành quá, thôi thì ta cũng vì ông vì đại chúng, vì ông, vì một số người mà ta nói. Thì khi Đức Phật mà hứa nói như vậy đó thì trong kinh dùng cái từ gọi là ngũ thiên thối tịch, có 5.000 người bỏ đi không nghe. 5.000 người đó họ có ý nghĩ rằng là Thế Tôn dạy tụi tôi, chúng tôi tu hành năm nay là mấy mươi năm rồi, chúng tôi có được thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề rồi, chúng tôi có giác ngộ rồi, chúng tôi có giải thoát rồi, mà bây giờ đây Như La Thế Tôn nói rằng là hàng thanh văn duyên giác chúng tôi nghe không nổi, pháp này màu nhiệm lắm, cao sâu lắm, là cái gì nữa?
Vậy thì mấy mươi năm nay chúng tôi tu tập hết rồi sao? Cho nên là họ lý luận như vậy họ bỏ họ đi. Vì lúc vậy đó Phật còn bị vậy, huống chi là thiền sư Việt Nam, thiền sư Trung Quốc ngày nay là cũng bị vậy dài vậy đó. Họ bỏ họ đi đó nha. Ngũ thiền tối tịch 5.000 người bỏ, bỏ hội trường, bỏ đạo tràng mà đi đó. Thế thì là đi một lần cả 5.000 người như vậy đó. Còn số ở lại Đức Phật đã được rồi. Bây giờ đây là còn những cái thành phần, những cái hộp chất. Giống như mình về lúa vậy, cái lúa lép. Mình về lúa về mè trước gió vậy, lúa lép, lúa bụi á. Bụi lúa lép là trước cái gió ra nó bay đi hết rồi. Giờ còn cái mà không bay, cái còn lại đây tức là hộp chất. Bây giờ đây còn hộp chất. Những người mà chịu ngồi lại đây thành phần thuộc về hộp chất, có thể nghe được giáo lý đại thừa mà ta sắp nói. Thế là Đức Như Lai mới nói kinh Pháp Hoa. Đấy, cho nên là vấn đề là đại là tiểu, là tôi nói ví dụ đại tiểu là vậy đó. Cái tư tưởng tiểu thừa mà nghe giáo lý đại thừa không bằng lòng nghe, và nghe không nổi, tiếp thu không nổi. Cho nên cái chữ đại thừa, chữ tiểu thừa nó có khác nhau. Trong hàng Phật tử chúng ta có thành phần chủng tánh đại thừa, mà cũng có thành phần chủng tánh tiểu thừa. Rồi cũng gọi là trong hàng Phật tử chúng ta mà có thành phần chủng tánh của không có thừa nào hết, của ngoại đạo. Của ngoại đạo, nó không có thừa nào trong năm thừa của Đạo Phật. Rồi có thành phần nữa gọi là phàm phu, chủng tánh phàm phu. Phàm phu thì không cần nghe, không cần biết, không cần hiểu. Nghĩa là người ta sống bằng cái cách, nghĩa là sống được thôi. Tài sắc danh thực thùy đủ cung cấp cho người ta sống, thì ta sống với ngũ dục lạc được rồi. Ta chẳng cần tìm hiểu cái gì, cũng chẳng cần biết cái gì chi. Thế thì cái đó trong Đạo Phật ta gọi là chúng tấm phàm phu. Nghĩa là ta bằng lòng sống với cái ngang cái mà của người ta có. Ta chẳng tìm nghe cái gì, chẳng cần học cái gì, chẳng cần gọi là tu hành gì hết, rồi là chúng ta phạm phu. Cho nên là trong Đạo Phật nó có nhiều chúng sanh vậy. Chúng sanh phạm phu, chúng sanh ngoại đạo, chúng sanh vị thừa, chúng sanh đại thừa. Rồi cũng có thành phần chúng sanh gọi là chúng sanh bất định. Chúng sanh bất định ngộ lắm, bên ai nghe Đạo Phật thấy Đạo Phật hay, ừ được, tôi theo Đạo Phật. Rồi vài bữa nữa nghe cái tà giáo nó dạy cái cách tu ngồi như thế này, phải tưởng tượng như thế này, phải gửi gắm tâm hồn vào vậy, tưởng tượng vậy, mình thấy mình có nhà cửa được ở trên trời trên mây á, rồi mình tưởng tượng vậy, hay cái này cũng được. Vậy là về rồi mình cũng ngồi thiền rồi mình cũng tưởng tượng. Thế thì cái đó gọi là chúng đánh ngoại đạo đó. Ngoại đạo là cái đạo cầu ở bên ngoài, cầu cái ông siêu nhân siêu nhiên, cái ông bề trên giúp đỡ mình, cho nhà cửa mình ở trong không gian giống như internet vậy đó. Mỗi người mua cái căn nhà, cái vùng đất của mình sử dụng trong không gian. Mà internet thì là như vậy chứ nó không phải là vô sắc đâu nha, nó có sắc đấy, nó có điện chở nó đi, thành ra nó thuộc về có vật chất. Còn mình tu, mình tưởng tượng cái kia đó là hoàn toàn là vô sắc. Vô sắc nhớ, tưởng tượng, quan đường ảo tưởng. Cho nên là phát tâm mình đại với tiểu, mình cũng phải chọn lựa đó. Phát tâm đại thì tốt, phát tâm tiểu đừng lấy. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Một cặp chót là thiên và nguyên. Viên là viên mãn. Phát tâm viên mãn, phát tâm vì giải thoát giác ngộ, vì đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, để cái lý tưởng cuối cùng là bồ đề và niết bàn, gọi là phát tâm viên mãn.
Còn pháp tâm thiên á là ở các khi mình cần giải pháp ngang tới cái thiên thừa thôi. À, tức là cũng tu hành nhưng mà tu hành ngang bằng cỡ thiên thừa để được an lạc hơn cái phàm phu thôi, hơn thế gian thôi. Thế thì mình còn nghiêng đấy, còn lát đó. Hoặc là có người nói ồ thôi con xin tu tới ngang chỗ A La Hán thì cũng được. Ở chỗ La Hán là được rồi, gọi là xuất ly tam giới rồi, ra ngoài ba cõi rồi con được xuống rồi. Có người tới đó không? Nhiên vào nơi cái địa vị giải thoát giác ngộ của tiểu thừa của bậc A La Hán. Đi lên nữa không đi, thôi được rồi. Đấy, do vậy mà phát tâm viên là viên mãn, nghĩa là cái lý tưởng phải đặt ở vào cái chỗ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Dù là mình đi chưa tới nhưng mà phải đặt cái lý tưởng của mình ở chỗ đó. Còn nếu mình không dám đặt lý tưởng chỗ đó là mình còn bị thiên lại. Cái lý tưởng nó chưa cao, chưa rộng, chưa đẹp, không phải là lý tưởng của đại thừa. Đấy. Đã để là phát tâm nó cũng như vậy đó. Cho nên là cái phát tâm của cái người đệ tử học đạo, ta phải phát tâm đại thừa. Là phát tâm đại thừa thì phải học, muốn tìm hiểu một đức Phật phải học pháp thân đức, rồi kia nó học bát nhã đức. Học bát nhã đức nghĩa là chúng ta phải bồi dưỡng, chúng ta phải có một cái trí tuệ đủ sức nhận thức kinh điển, đủ sức nhận thức lời dạy của Phật, đủ sức nhận thức thế nào là tà, là chánh, là chơn, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên, là miên. Phải đọc vậy đó. Ô nhiều lắm trong hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta không để ý cái đó. Cho nên là phát tâm thì không biết cái nào để lựa lấy, không biết cái nào để bỏ đi. Cho nên là tu thì nhiều mà thành tựu giải thoát giác ngộ thì ít. Thế là phải bồi dưỡng nha, bồi dưỡng cái bát nhã đức. Bát nhã đức mình mới loại bỏ được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Không có bát nhã đức tức là không có trí tuệ, thì mình không biết thế nào là cái sai lầm của giới nội, tức là kiến tư hoặc. Mình không biết thế nào là cái tội lỗi, thế nào là cái sai lầm, là cái còn bị che lấp của giới ngoại, là trần sa hoặc. Rồi những cái điểm gì mà nó làm chướng ngại mình chưa thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình không biết, gọi là vô minh hoặc. Mà muốn biết ba cái thứ sai lầm đó là phải có trí tuệ, phải có bát nhã soi rọi mà thôi. Do vậy cho nên là phải bồi dưỡng cái bát nhã đức. Thế thì bát nhã đức là duyên nhân Phật tánh, nó là cái nhân điều kiện để làm cho con người, nghĩa là trở về hội nhập với cái pháp thần đức của mình, tức là cái Phật tánh chánh nhân. À, rồi cái ngày mà thành Phật đó hả, khi mà mình có cái điều kiện duyên nhân để mà mình trở về hội nhập được với cái pháp thần đức của mình đó, tức là mình thành Phật rồi đó. Thành Phật rồi đừng có tưởng ai cho, đừng có tưởng đâu là ai tặng, đừng tưởng đã có cái ông nào ngoài mà cho. Phật Thích Ca tu hành không có ai cho cái gì hết. Phật Thích Ca nói rằng là Phật Di Đà là Phật quá khứ vậy đó, rồi chư Phật trong mười phương vậy chứ, chư Phật mười phương không hề cho Phật Thích Ca cái gì hết. Phật là Phật vậy chứ, Phật và Phật, thành Phật rồi thì Phật và Phật giống nhau, một pháp thần đức giống nhau. Mà cái hồi tu nhân thì không có ông nào cho ông nào cái gì hết. Mặc dù là chư Phật nào cũng mang cái danh nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng mà không có ông Phật nào cho ông Phật nào cái gì hết, mà chỉ hỗ trợ tạo cái điều kiện
là làm sao cho con người đủ nghị lực bồi dưỡng phát sinh ra cái mắt nhãn đức của mình. Bởi vì Phật tánh mà, Phật tánh của mình nó có khả năng bồi dưỡng trí tuệ, nó có khả năng động viên cái sự tỉnh thức của mọi người để bồi dưỡng trí tuệ của mình đủ sức để diệt trừ, để hóa giải những cái kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc. Do vậy mà mình trở về hội nhập được với cái pháp thân đức là cái Phật tánh vốn có của mình. Vậy thì khi mà thành Phật đó, gọi là liễu nhân Phật tánh đó, tức là do mình hóa giải, mình đoạn trừ hết ba cái thứ hoặc phiền não của mình, mà mình hiển lộ ra cái, mình trở về, mình hiển lộ ra cái đạo giác ngộ, cái đạo giải thoát của mình. À, giải thoát đức tức là cái đức niết bàn đấy. Mình được thành tựu vô lượng bồ đề rồi, mình được giải thoát đó là do cái duyên nhân mà nó làm cho mình trở về, mình hội nhập được với cái chánh nhân Phật tánh là pháp thân của mình. Thì cái đó gọi là liễu nhân, tức là nó hiển lộ ra chứ không ai cho. Cho nên cái ngày mà chứng được cái quả mà gọi là quả vô thượng bồ đề đó là không ai cho hết. Liễu nhân tức là do nó hiển lộ ra. Cũng giống như là cái bóng đêm vậy đó. Cái bóng đêm thì trời chẳng giảm thì nó chẳng trời chấp trận. Mà trời mình tối hơn nửa đêm đó, thì nó đen hù. Mà mình nói mình bồi dưỡng được cái ngọn lửa. Mình bồi dưỡng được, mình tạo được cái ngọn lửa. Cái ngọn lửa, ban đầu thì ngọn lửa như cái ngọn lửa của cái hộp quẹt máy vậy đó. Thì nó nhấn nhấn một chút. Rồi mình tạo ra cái ngọn lửa như đống lửa lớn vậy đó, thì nó sáng như một vùng xa. Rồi mình làm ra cái ngọn lửa như ngọn đèn pha, bây giờ nó rõ ra cả cái số vậy đó, của đèn xe hơi, đèn tàu á, đèn của tàu hải quân rồi đó, nó rõ từ dưới biển rồi rõ lên cả chục cái số đó. Chục cái số hơn đó. Đấy, đó thì là tu tập, là giống như mình tạo cái điều kiện, nghĩa là để quét bóng tối. Những nhà khoa học đã tạo ra cái đèn để quét bóng tối, từ đèn nhỏ, đèn rọi gần tới đèn rọi xa để quét bóng tối. Thì mình tu tập, mình bồi dưỡng cái trí tuệ của mình đó, thì cũng giống như là mình bồi dưỡng, giống như những nhà khoa học đã làm đèn vậy đó. Ban đầu thì làm được cái đèn sáng gần, lần lần để chế biến ra làm một cái đèn mà rọi xa hàng chục cái số. Còn đây á, là bồi dưỡng cái trí tuệ, gọi là bát nhã ba la mật, rồi bồi dưỡng cái trí tuệ nó quét cả cái mặt toàn thể cả vũ trụ, quét đi cái bóng tối cả toàn thể vũ trụ, nhận thức chân lý hoàn toàn rồi thì không còn bóng tối nữa. Trí tuệ của mình là không có cái vô minh nào mà nó còn ám ảnh được mình nữa. Thì đó gọi là nghĩa là nó làm cho mình trở về với cái chánh nhân Phật tánh vốn có của mình là pháp thân đức, là mình thành Phật. Thì thành Phật không phải lại cho, mà đó là cái liễu rồi, đó là cái rõ, nó làm cho mình trở về, nó quét sạch bóng tối để mình trở về với cái chánh nhân Phật tánh vốn có của mình. Thì ba cái đó cộng ba cái đó lại, nó thành ra một ông Phật, một đức Phật. Thế thì một ông Phật, một đức Phật là mình có khả năng làm cho mình như vậy. Mà ba đời mười phương chư Phật là những người đã có khả năng làm cho mình như vậy. Không có lại lòng gì hết. Trời ơi là trời, tôi thấy con tử mình đi lại hoài, mà lại mê sai vậy, rồi kêu tên Phật không à. Không có được. Các vị kêu tên Phật không có được. Các vị không phải niệm Phật đâu, các vị kêu tên Phật. Đào kiếp và nhiều đào mà tôi làm sao tôi nói được. Tôi nói với ai bây giờ? Cho nên Quyền Giác Thiền Sư đã từng, có lẽ cũng từng
Nói đau khổ thì không đúng, nhưng mà chắc cũng có đau khổ. Chắc cũng có đau khổ. Nhưng mà nói đau khổ thì không đúng, đã là đau khổ thì không gọi là Như Nguyễn Thiện Sư. Chứ Nguyễn Thiện Sư đã từng nói là thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tủy có can nhân bất cố. Tôi dịch trong Nguyễn Kiến Đạo Ca đó, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, đi một mình, đi theo nhiều nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước niết bàn thường lạc, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ. Đây bây giờ tôi làm người cổ lỗ rồi đây. Đấy bây giờ các vị thấy tôi lên trên đồi này, trên núi, trên rừng Tây Nguyên này, tôi đâu có thèm mặc áo phụng cái tay dài một thước ra. Học trò tôi bây giờ thì làm tiếp đại đa số là nó mặc cái áo gọi là áo hậu đó, áo vàng hai cái tay dài một thước, chứ còn tám đánh không chịu. Bởi vì mặc vậy là coi nó mới ngon lành, nó coi nó mới giống là cải lương tuồng cổ, nó mới đẹp. Còn tôi thì thành thật tôi nói các vị là các vị tìm cái áo hậu của tôi đó. Tôi dạy học trò tôi học là không biết bao nhiêu ngàn, nhưng mà tôi không có cái áo dài cái tay một thước. Bất đắc dĩ là người ta bảo mình làm cái áo tay rộng thì mình cũng làm theo vậy đó. Thì cái áo tôi đó các đệ tử nó may đó, nó thấy tôi cũng có cái áo tốt tốt rồi, nó may cho tôi đâu cũng chừng 6 tấc. Mà tôi chịu mặc cái áo cỡ 6 tấc và may cho tôi là tôi thấy cỡ đó được rồi. Cho nên là tôi giảng các vị thấy từ trước giờ đây là tối đa là có lẽ là 6 tấc. Còn học trò tôi là một thước thẳng thực. Cái tay của nó để ngang ngực á, ngang chỗ thắt lưng đó ha, thì cái tay áo dài này, nó đụng tới dưới đất. Ừ. Thật ra là cái đó tôi mới làm thành tu hành thì thành nó mới đẹp chứ. Còn bây giờ tôi chấp nhận nguyện làm người cổ lỗ. Trong cái hình ảnh mà tôi nghe hai cái tập thơ đó các vị thấy đó, cổ lỗ sĩ, tôi là người rừng, tôi là người núi, tôi là người của thôn quê, tôi làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết, cũng Nguyên Giác Thiền Sư nói. Bây giờ lại về làm tăng quê rồi, về làm người cổ lỗ rồi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ. Dù xương cho thân rét thịt teo gầy, không ân hận, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy. Cái bài của Nguyễn Giác cho nên là cái tìm pháp lữ chung lòng, tôi những mong có pháp lữ chung lòng, khó có pháp lữ chung lòng, không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ. Tôi đi một mình, đi với gió mát căng thanh, dầu xương trơ thân đét thịt có teo gậy, tôi không ân hận với lập trường kiên định này. Bây giờ 80 năm rồi tôi trở về rừng đây, tôi làm người cổ lỗ đây. Cho nên là trong cái hai cái tập thơ đó là chơi đó, phải chơi mà. Hình nó cũng hình chơi đó. Bận đồ rừng, đồ núi không vậy đó. Các vị chê không có đồ là tay rộng thì các vị đi kiếm thầy tay rộng mà nghe. Còn tôi bây giờ vậy đó. Dù xương trơ thân đét thịt teo gầy đi nữa, tôi cũng không hận, tôi làm người cổ lỗ ấy, kiên định như lập trường kiên định ấy. Chứ không phải dễ đâu.
Do vậy mà khi mình niệm Phật đó, các vị phải Phật tử phải học ba cái đức đó: chánh nhân thành Phật là Phật tánh của mình, là tri kiến Phật của mình, là Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, là thể tánh tịnh minh của mình, là chân tâm thường trú của mình, là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, là tự tánh bồ đề của mình. Cái đó là chánh nhân thành Phật, là cái đó, cái vốn có của mình. Rồi duyên nhân là phải học bát nhã đức, phải học trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ. Có trí tuệ mới nhận thức được tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên, loại bỏ những cái ác, loại bỏ những cái xấu, loại bỏ những cái tiểu, những cái thiên, những cái ngụy, những cái tà, thì mình mới thành tựu được mới trở về được cái chánh nhân thành Phật của mình. Cho nên là pháp tịnh đức, rồi bát nhã đức, là phải cũng gọi là trí đức, tức là phải bồi dưỡng trí tuệ. Còn giải thoát đức đó cũng gọi là đoạn đức. Nhớ các Phật tử học là đoạn đức. Đoạn đức là gì? Chỉ đoạn đức là đó là cái đức đoạn trừ phiền não vô minh. Thế nên đoạn đức cũng gọi là niết bàn đức, trí đức cũng gọi là bát nhã đức, bát nhã đức cũng gọi là trí đức, còn đoạn đức cũng gọi là niết bàn đức, cũng gọi là giải thoát đức. Đó, một ông Phật là phải cộng ba cái đó: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Hay là Phật tánh, trí đức, đoạn đức. Đoạn đức là đức giải thoát đó. Cái đức giải thoát đó, mà giải thoát tức là cũng gọi là niết bàn đức đó. Là niết bàn mà có đó là do mình đoạn trừ phiền não vô minh mình mới có. Do vậy mà khi mà mình có niết bàn đó, tức là mình hội nhập được được cái pháp thân đức, cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình rồi đó, cộng lại ba cái đức đó thành ra một ông Phật. Một thành Phật thì gọi là liễu nhân. Liễu nhân chứ không có ai cho. Vì vậy cho nên đừng có cầu nguyện nhé, tuyệt đối không cầu nguyện bất cứ ông gì, kể cả ông Phật Thích Ca cũng không cầu nguyện ông. Phật Thích Ca, Phật Di Đà cũng không cầu nguyện ông. Còn các vị Bồ Tát lại càng không có cái gì để cầu nguyện các ông hết. Bởi vì mình là mình tu mà cao á, mình tu mà tốt á, thì mình là Bồ Tát đây. Mình làm những điều lợi mình, lợi người, lợi lại chúng sinh, mình trên đường giác ngộ giải thoát mà mình tiến lần lên thì chính mình là Bồ Tát. Từ sơ địa cũng là mình, nhị địa, Bồ Tát nhị địa cũng là mình, tam địa cũng là mình, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, cửu địa, bát địa, thập địa cũng là ta. Bồ Tát cũng là ta, từ sơ địa tới thập địa cũng là ta. Rồi đẳng giác Bồ Tát cũng là ta. Rồi cái ngày mà ta hội nhập được với pháp thân đức của chúng ta, cũng ta thành Phật đó, thì ta là Phật. Đấy, cái bài niệm Phật đây mình nói có học có chỉ niệm về chữ Phật thôi, chữ Phật là cái ba đức đó cũng học mạnh rồi đó. Mà các vị không học vậy là các vị tu không có được cái gì hết. Các vị kêu tên Phật không thì chẳng được bao nhiêu. Có được chứ phải không, nhưng mà mang lần sau tôi sẽ nói cái có của các vị. Các vị kêu tên Phật các vị được cái gì có. Nhưng mà cái được đó là râu ria bị chéo chút xíu vậy, như tôi nói nãy đó. Nghe là chừng một chùa cát mà đòi xây cái ông Phật cao tầm 50 thước. Chùa cát, chùa xi măng thì làm sao mà xây ông Phật cao 150 thước được. Xây cái tượng Phật cao 150 thước. Cho nên có chừng gọi là tu niệm Phật mà kêu tên Phật, hãy coi chừng một vua cả,
một vùa xi măng mà đòi xây cái tượng Phật cao lớn 150 feet, không có được đâu. Hãy để ý. Hết giờ, xin ngừng ở đây vậy. Mong rằng các Phật tử gạt bỏ cái kiến thủ kiến của mình, đừng có bảo thủ cái trách bắt mà thầy mình đã dạy như thế, rồi mình không nghe cái gì khác. Thầy quy y cũng có thầy hay thầy dở, thầy giỡn, thầy xịn. Nó giống như là mình đi bác sĩ vậy đó, bác sĩ cũng có người hay, người dở, người thiệt giỏi, người giỏi vừa vừa. Thậm chí có người kém quá là trị bệnh nguy hiểm lắm. Trị bệnh nguy hiểm lắm. Cho nên là có câu chuyện người ta nói đó, hồi đó đó Diêm Vương á hả? Diêm Vương là bệnh, cái rồi Diêm Vương biểu quỷ sứ, tụi người tao nay bệnh ở mình rồi đó. Diêm Vương quỷ sứ mày đi kiếm cho tao một ông thầy thuốc. Diêm Vương căn dặn kỹ hơn, mày nhớ nha, kiếm ông bác sĩ ông thầy thuốc nào nha, thầy thuốc nam cũng được mà bác sĩ tây cũng được, nhưng mà nhớ rằng là coi chừng cái nhà của ông đó là ít cô hồn ở nhà, hoặc là không có cô hồn mới được nha mày. Ủa họ hỏi sao ông nói vậy, thưa Diêm Vương sao ngài nói vậy. Ở mày ngu quá mày, cái ông thầy mà nghĩa là trước cái nhà nó mà cô hồn đông đảo rồi là cả mấy chục thành cô hồn đó, là có nghĩa là nó trị dở đó, nó trị chết đó, trị chết nhiều người rồi đó. Cho nên là mày đi giúp cho ta một ông thầy thuốc, ông bác sĩ cũng được, chúng ta bắt được hết, miễn là cái nhà ông đó không có cô hồn. Thế thì quỷ sứ nói là nếu kiếm được ông thầy thuốc, ông bác sĩ xuống, Diêm Vương chào hỏi ông mời. Ồ, vậy là ông được đấy. Ba cái thằng quỷ sứ của tôi nó đi, nó kiếm về, nó mời ông ở nhà ông. Thế là ông, có lẽ là ông thầy thuốc giỏi đó ha. Cho nên là các cái nhà khác đó, các cái dưỡng được khác, các cái nhà khác là cô hồn chết ố rơi nhiều quá thì cho nên ta cũng ấn, người ta sai đi mời ông lựa ông là có lẽ thầy thuốc giỏi, cho nên là quỷ sứ nó nói với ta rằng nhà ông không có cô hồn, có một thằng cô hồn, cho nên là ta có thể tin ông được, vậy là ông có thể trị bệnh cho ta. Nhưng mà ta hỏi ông là bác sĩ được bao lâu rồi, ông bác sĩ nói dạ có vậy à, nghĩa là tôi làm nghề nay là được 3 tháng rồi. Ông Diêm Vương ông sợ mất cái chết cha, trời ơi mày, ông mới làm nghề 3 tháng mà có một thằng cô hồn, vậy thì ba tháng một thằng cô hồn thì 1 năm là 3 lần, 4 3, vậy là 1 năm là 4 thằng cô hồn, mà 10 năm là nếu mà nhân ra ông là bác sĩ 10 năm thì được 40 thằng cô hồn. Ôi, không được. Vậy là không được, cảm ơn ông, thôi tôi chịu tiền xe, ông đi về đi, ông đừng có trị tôi. 1 năm là 40 thằng cô hồn. Vậy thì không phải là thầy hay rồi, tôi xin lỗi nha, chịu tiền xe ông về. Đấy, vậy đó, thầy cũng có thầy, thầy giỏng, thầy thiện, thầy dở, thầy giỏi, thầy tu thiệt, thầy tu giả. Bác sĩ, thầy thuốc cũng có thầy giống, thầy giỏi, thầy hay, thầy dở. Vì vậy cho nên hãy coi chừng trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta. Xin chào các vị trí tuệ như hải, tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để tiến đạo. A Di Đà Phật.